7 câu nói cực hay về cuộc đời mà bạn nhất định phải nghe. 1. Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là đời người, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là rèn giũa, bao dung mới là trí tuệ, im lặng mới là tu dưỡng, hành động mới có thể sở hữu. 2. Lúc khóc không ai hỏi, tôi học được mạnh mẽ. Lúc sợ hãi không ai giúp, tôi học được dũng cảm. Lúc phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được chấp nhận. Lúc mệt mỏi không ai nương tựa, tôi học được tự lập. 3. Người ta không quan tâm bạn vất vả ra sao, cày bừa thế nào, nói hay cỡ nào. Họ chỉ nhìn vào thành quả mà bạn đạt được, rồi sẽ quyết định kính trọng hay khinh miệt bạn. 4. Hôm nay thật khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng, ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. 5. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu đựng những cảm giác không ai chịu được. 6. Nếu bạn tiến về phía mơ ước một bước, mơ ước sẽ tiến về bạn một bước. 7. Không vấp ngã trước cuộc sống thì đó là điều tốt, nhưng nếu bị vấp ngã rồi mà đứng dậy và đi lên thì mới là tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký để giúp cho kênh phát triển hơn nữa nha.